Xin chào các bạn, mình là Lưu Thành Đạt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 bí kíp để các bạn có thể mua một chiếc mảnh cũ ưng ý. Nào, còn đợi gì nữa, hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, các bạn phải xác định được nhu cầu của các bạn. Nhu cầu ở đây là gì? Các bạn mua về để chụp phong cảnh, con người, đồ ăn, chụp động vật hay là chụp tĩnh vật. Sau khi các bạn đã xác định được nhu cầu của mình, thì điều thứ hai các bạn cần phải chú ý là số tiền các bạn định bỏ ra là bao nhiêu. Sẽ có rất nhiều loại máy ảnh khác nhau. Máy ảnh du lịch, máy ảnh chuyên nghiệp, máy ảnh bán chuyên, thì các bạn phải xác định được số tiền của mình. Ví dụ các bạn muốn bỏ ra 5 triệu để sở hữu một chiếc máy ảnh du lịch thì điều đó quá dễ. 5 triệu là mua được rất nhiều loại. Nhưng 5 triệu để sở hữu một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp cũng có thể làm được. Nhưng cái máy ảnh đó nó sẽ không phải là dòng mới nhất, mà nó sẽ là những dòng có tuổi thọ rất là lâu rồi. Số tiền của các bạn bỏ ra có thể nhiều, có thể ít, phụ thuộc vào tài chính của bạn. Nhiều tiền, chúng ta chơi những dòng máy mới cao cấp. Ít tiền, chúng ta chơi những dòng máy đời sâu một chút, không vấn đề gì cả. Cái đó không ảnh hưởng đến đam mê của các bạn. Quan trọng là các bạn có một bộ máy ảnh. Điều thứ ba các bạn cần chú ý, sau khi đã xác định được nhu cầu và số tiền, các bạn sẽ tìm hiểu thông tin ở trên mạng. Các bạn có thể tham khảo các diễn đàn, các trang web để kiểm tra xem với tầm tiền đó các bạn có thể mua được những máy ảnh nào, mua được với tầm tiền đó các bạn có thể sở hữu được những chiếc máy ảnh như thế nào, công dụng, tính năng như thế nào. Các bạn có thể tham khảo qua website, có rất nhiều những website bán máy ảnh cũ cực kỳ uy tín. Nhưng khi mà mua qua website thì một vấn đề là giá sẽ hơi cao một chút. Còn khi các bạn mua máy ảnh cũ của người dùng thì các bạn có quyền mặc cả và các bạn có thể ép giá được. Nhưng đi kèm với đó là sự rủi ro rất lớn. Rủi ro ở đây là gì? Rủi ro ở đây là chúng ta sẽ không có bảo hành uy tín, hoặc là chúng ta sẽ không thể đổi trả. Một số cửa hàng bán máy ảnh cũ thì có bảo hành uy tín và có đổi trả nếu bạn không thích. Thì cái đó là rất quan trọng đối với những người mới chơi. Thứ tư, một điều mà tất cả những người mới tập chơi máy ảnh thì đều rất là phân vân, đó là số chấm hay còn gọi là số megapixel của một chiếc máy ảnh. Thực tế thì điều này không hề quan trọng một chút nào hết, vì máy cơ nó hoạt động theo một cách thức hoàn toàn khác so với một chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại của bạn có thể đạt đến 20-30 chấm, nhưng khẳng định rằng một chiếc máy ảnh 5 chấm, 10 chấm có thể chụp đẹp hơn chiếc điện thoại của bạn rất nhiều. Điều đó phụ thuộc vào hệ thống ống kính đi kèm, chứ không phải là do số chấm nhiều hay ít. Nên các bạn đừng quá quan tâm về cái số chấm của cái máy ảnh làm gì cả. Và phần cuối cùng các bạn cần chú ý khi mua một chiếc máy ảnh cũ, đó là kiểm tra máy. Chính xác như vậy, không thể bỏ qua phần kiểm tra máy được. Tốt nhất là các bạn có một người quen, một người biết về máy ảnh, dẫn họ đi và kiểm tra máy hộ các bạn là tốt nhất. Nếu bạn không có một người quen nào thì bạn có thể tự kiểm tra như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra ngoại hình của chiếc máy, xem có xước sát ở đâu không, các chân ốc còn nguyên sơn hay không, hay đã có hiện tượng tháo mở. Rồi kiểm tra lớp da của nó còn chắc hay bong, hay là nó bị bùng nhùng, hay là da nó bị dán lại rồi. Mua máy cũ thì rủi ro rất là cao. Tiếp theo là các góc cạnh này, chân đèn này, và chân để kết nối với hệ thống chân máy. Đấy là phần đầu tiên. Phần thứ hai là các bạn phải có một chiếc ống kính đi kiểm tra. Các bạn sẽ kiểm tra viewfinder cái này, nhìn qua đây để xem nó có bụi hay không, nó có bị mốc hay không. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra bên trong thân máy. Trong thân máy thì sẽ gồm hệ thống là gương lật với những chiếc máy DSLR. Hệ thống gương này thì các bạn cũng sẽ kiểm tra có bụi hay có mốc hay không, có được vệ sinh hay không. Tiếp theo là màn chợp, thì chúng ta có thể kiểm tra bằng mắt thường xem cái màn chợp này nó có đều, nó có vết xước hay là nó có bị lệch màn chợp hay không. Điều này rất là quan trọng. Và cuối cùng là hệ thống sensor. Để đi sâu về kiểm tra một chiếc máy cũ như thế nào ấy, thì mình sẽ đề cập ở clip sau, vì cái nội dung nó rất là dài, mình sẽ không thể đề cập ở trong cái clip này được. Clip này chỉ đưa ra cho bạn 5 lời khuyên để giúp các bạn có thể mua được một chiếc máy ảnh cũ ưng ý. Việc kiểm tra cụ thể một chiếc máy như thế nào thì mình sẽ đề cập ở clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy like, subscribe và đừng quên đón xem clip kiểm tra máy cụ thể ở clip tiếp theo của mình như thế nào. Chúc các bạn thành công.